Vâng, xin chào anh Hồ Văn Trúc ở Bình Định và xin chào tất cả bạn. Hôm nay bên em sẽ test một cái mạch tăng áp bút DC lên DC dành cho anh nhé. Hiện tại sản phẩm này bên em cung cấp với giá là 350.000. Bên em sẽ để chế độ mặc định đầu out ra của nó là 50V DC. Khi các bạn kết nối cái nguồn đầu in vào của nó dao động từ 12 đến 48V DC và nó sẽ cho ra cái đầu out ra là từ 24V đến 72V. Sản phẩm này phù hợp cho anh em nào sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời sạc của mình AQ, có thể điều chỉnh được cái chế độ điện áp mình mong muốn. Thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tu vít, các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là bằng cái biến trở vì sao cục. Điều chỉnh cái biến trở này tối đa của điện áp của nó là 72V và tối thiểu là 24V. Ngoài ra thì cái mạch này thì nó còn phụ thuộc vào cái nguồn điện đầu vào, tức là đầu input vào, theo cái công suất của nó và cái dòng điện của nó đi theo cái dòng điện phụ thuộc vào cái dòng điện đầu vào nhé. Các bạn lưu ý cho em. Ok, sản phẩm của anh hoạt động rất là tốt. Em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để hàng. Và nếu như các bạn có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào trang đỏ Shopee Lazada. Các bạn đặt hàng và tìm kiếm shop bên mình là linh kiện 7/9 nhé. Ok, và rất cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại những sản phẩm tiếp theo.